Dậy, mở lên, mở lên, vô, có chuyện gì? Cái tên Trung Quốc kia, cứu ra. Các anh không thể làm như vậy đâu. Trường học của người như bổn không thể để cho người Trung Quốc học. Cả người điện ngã cho tôi. Các anh thiệt là quá đáng. Chính chứ. Lời ta không có sao vậy hả? Các người làm vậy là ý gì? Chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu thôi. Cô Lai, dám nói chuyện với tôi như vậy à? Tôi chính là Yamada, là cái người mà đã khi dễ các anh đó. Được rồi, bây giờ tôi bỏ mặt anh lại. Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ tôi đếm 3 tiếng, anh phải cút ngay đi. 1 2 3. Thầy Funakoshi, ông chính là tổng giáo đầu của hội Hắc Long. Bây giờ các người sẽ đánh mau quá vậy? Tôi đã có nói rồi mà, võ lực không thể giải quyết được vấn đề. Bây giờ còn có người nghi ngờ không? Giảng sư Đội Biên, tôi thay họ xin lỗi với ông. Phải cảm ơn người ta, nếu không thì anh biến thành tàn tật rồi. Chết chưa? Đánh với ai vậy? Đánh với tôi. Ồ, một người thì là giỏi quá, công phu giỏi thiệt. Tôi là Funakoshi của hội Hắc Long. Còn anh? Ây da. Quan tử, sao cháu ở đây vậy hả? Chú Thiền Diệt, cây viết của cháu, chú coi nè, đã bị đệ tử của chú làm gãy rồi. Quan tử, cháu đâu có phải không biết là chú Thiền Diệt của cháu là một người nghèo mạt chứ hả? Trên mình các người có tiền không vậy? Nè, sao hài lòng chưa? Con nha đầu này thiệt là giống như cha của nó, khó đối phó quá đi. Không sợ ế chồng hay sao hả? Không có sao, cháu có Trần Chân là được rồi. Trần Chân? Xin chào, tôi là Trần Chân của Tinh Võ Môn. Tinh Võ Môn ở Thượng Hải? Dạ. Như vậy Quách Nguyên Giáp là? Là sư phụ của tôi. Hàng gì? Có chuyện gì không? Chủ đề, mới nhận được một cú điện tín từ Thượng Hải của Trung Quốc đến tới. Nói là Quách Nguyên Giáp trong một trận đấu đã bị người ta đánh chết rồi. Đối thủ là võ trường Hồng Khẩu của hội Hắc Long chúng tôi, tên là Giới Xuyên Long Nhất. Không thể nào đâu. Thành thật chia buồn, đó là những lời sự thật. Xin lỗi nha. Xin chào giảng sư. Không có dịp đổ sức với hắn thì là ổn quá đi. Trần Chân, Trần Chân à, anh đi đâu vậy? Hồi quá Trung Hoa, tôi phải điều tra cái chết của sư phụ tôi. Sư phụ của anh không thể nào bị người Nhật Bổn giết đâu, quyết không thể nào. Ngăn chặn Nhật Bổn xâm lược. Ngăn chặn Nhật Bổn xâm lược. Năm 1921, Nhật Bổn đã trú quân vào nhiều khu của Trung Quốc như là Thanh Đảo.
Em cảnh cáo anh, nếu như lần này anh bỏ đi lâu mới về, em quyết không có chờ anh đâu. Trần Dân, anh có trở về không? Đợi lúc họ rời khỏi Trung Quốc, trở về Nhật Bản, tôi sẽ trở về kiếm cô. Nhưng mà người Nhật Bản tới Thanh Đảo là để đánh người Đức mà. Cô phải rõ ràng là Thanh Đảo là lãnh thổ của Trung Quốc, người Nhật Bản và người Đức đều là những kẻ xâm lược. Trần Trần, anh ghét người Nhật Bản như vậy sao? Tôi cũng không biết nữa. Hoàng tử, chúng ta sống trong thời đại này, chúng ta không có đường chọn lựa. Cô bảo trọng. Trần Trần, giang đi, giang đi, đi hết đi. Ông Hai vô, tôi không phải người Nhật Bản. À, thì ra ông không phải người Nhật Bản hả? Vậy hay quá. Nè, lên xe đi. Xin hỏi ông đi đâu vậy? Tôi đi trình võ môn. Trình võ môn? Ông đến thử võ hả? Chú này, tôi đi học võ đó. Làm ơn kéo xe đi. Học võ hả? Thôi, đừng có đi trình võ môn nữa. Ở Thượng Hải này ai cũng biết, ngày xưa trình võ môn là số 1, bây giờ là vậy nè. Có kéo hay không? Nếu không tôi đi xe khác. À, kéo, kéo chứ. Ông trả tiền mà, đương nhiên phải kéo rồi. Muốn đi đâu cũng được mà. Nè, ngồi vững nha. Ha. Kéo nha. Ê, đi gần đi, mau phụ tay đi. Nhanh ra đi, nhanh ra lên đi. Trễ giờ rồi. Nhanh ra lên đi. Đánh đường, đánh đường. Đánh đường, làm ơn đánh đường. Làm ơn đánh đường. Mới dừng đi. Được rồi. Ông coi, cả Quách Nguyên Giáp cũng bị chết luôn, tinh võ môn hết xài rồi. Ông suy nghĩ chút đi, để tôi giới thiệu ông tới võ đường khác nha. Tinh võ môn á, hết tương lai rồi. Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh tiệt là anh hả? Điều. Để em sắp cho. Cảm ơn. Ông là Trần Trần, ở tinh võ môn. Tinh võ môn chúng tôi nhất định có tương lai. Sao đây, còn chờ cái gì nữa? Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh, Ngũ sư huynh. Nhị sư phụ, chỗ này là linh đường của cha tôi, nếu như muốn đòi sức, mời ra bên ngoài. Không sao chứ. Nhị sư phụ, xin lỗi, xin lỗi. Quách huynh đệ, tại vì tôi kém tài thôi. Ê, tôi chẳng phải hay ho gì. Ông đã từ xa bôn ba vất vả tới đây, nếu như mà lần sau muốn đòi sức, hay là để tôi đến võ đường của ông nha.
hành xong rồi hả? Nhưng sao cũng được, anh về thì tốt rồi. Chào chú Nông. Chú không có muốn quấy rầy học hành của cháu, cho nên biểu họ đừng có báo với cháu. Sao biết vậy? Báo chí bên Nhật Bản có đăng tải. Cái đám dân Nhật Bản đó nhất định là phách lắm. Trần Trần, hãy tới phun điếu trà trước đi. Nè, nè nè, nè, làm gì đó? Trần Trần đâu có phải là người nhà họ Quách, đâu có thể mặc phan phục. Chú Nông, Trần Trần từ nhỏ đã đi theo cha, do cha nuôi lớn ảnh. Anh vốn không khác gì người nhà của họ Quách đâu. Ê, trước khi cha đi đấu võ, bệnh Xuyên đã bị trở nặng lắm. Tôi đã khuyên ổng nhiều lần, nhưng mà ổng không nghe. Khấu đầu đi. Do sư phụ của mày chính tay giết đó. Chú Nông, Trần Trần làm rất đúng. Người ngoại quốc đã ngang ngược lộng hành trên đất đai của chúng ta, chỉ là vì chúng ta nhìn quá lâu. Tôi xin thề, từ nay có quyết định đang ở tên Võ Mục là quyết không thể nhìn nữa. Tôi đi kiếm giấy duyên. Trần Trần, theo quy lệ phải hạ khiêu chiến tuần trước. Bây giờ tôi đi ngay, không cần thiêu khiêu chiến. Trần Trần Quân. Thôi, đảo Trường Hồng Khẩu là nơi của người Nhật, phong tường bộ cũng không làm gì được. Lễ cháu bị gì rồi thì Tân Võ Môn làm sao? Cũng vì cha của cháu cũng không phải là đối thủ của họ. Chú Nông. Thầy, cha cháu đã giao cháu cho chú rồi, chú có trách nhiệm chăm sóc cho cháu. Thằng Luân, thằng Tơ, dẫn 10 anh em đi theo Trần Trần. Nếu có gì về báo ngay. Dạ. Dạ. Ê, lấy bài đi, lấy bài đi, lấy bài đi. Wow, bài đẹp thiệt á. Ê, chỉnh nha, chỉnh nha. Ông Tổng à, điện thoại. Ê, là ai vậy hả? Alo, Giảng Nguyên Khôi đây. Hả, Nông Kính Tôn. Hả, chuyện lớn vậy sao? Được, tôi đi ngay. Theo tôi tới đảo Trường Hồng Khẩu. Dạ. Hai, ba, bốn. Đồ ngốc, xin lỗi nha. Giải tán. Ơi mẹ quá, nghỉ chơi chút, nghỉ chút đi. Mệt quá người. Ê, nghỉ ngơi chút. Ê, tập mệt quá. Ai vậy? Làm hồi đi. Ai hả? Tháo vậy ra đi, đâu có thể mang về vô đây được. Hả? Trần chân của Tinh Võ Môn muốn kiếm giới xuyên lòng nhất. Người Trung Quốc không thể vô đạo trường. Giấu ơi, đây là nơi của người Trung Quốc. Người Trung Quốc đi đâu cũng được. Hỗn láo. Yeah.
miệng quán trùng các người ta. Tôi sẽ đấu một lần công bằng với Trần Trần. Cho dù có bị hậu quả gì, đội bên sẽ quyết định không truy cứu. Sư phụ của tôi dùng quyền quách gia đánh với anh. Tôi cũng dùng quyền quách gia để mà đánh với anh. Đạo trường Hồng Khẩu ngoài người Như Bổn ra, không ai được vào, có nghe không? Có lộn hay không vậy, đừng có báo hại tôi nha. Rõ ràng tôi nhìn thấy Ngũ Sư Huynh đi vô mà. Phải đó. Kìa, Sư Huynh ra rồi. Anh có phải người Như Bổn không? Không phải. Chuyện gì? Không có gì, không có gì. Thưa ông Đăng Điền, thưa ông lãnh sự, chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà. Đừng có tới đây gây chuyện. Dạ. Tiểu đội 1, giải tán. Sư huynh sao rồi? Đã thắng rồi. Thắng rồi. Nè, anh em đi báo với đình ông và chú thúc. Tới bộ mạng của sư phụ gặp tôi. Đi mau. Mộ của Quách đại gia chưa có xây xong mà. Vậy được rồi. Nè, cẩn thận nha. Cẩn thận nha. Thúi quá vậy. Tôi là bác sĩ, không phải là quan khám sát đâu. Để cho tôi. Ông cần một phần nào? Muốn khám nghiệm độc thì phải lấy gan ra để tôi kiểm tra. Các người làm gì đó? Giải Nguyên Khôi họ làm gì đó? Khám sát đó mà. Tại sao không cản họ lại? Ê, ông đại ca, ảnh là người của tình giữa mồm, tôi không có quyền ngăn cản đâu. Anh Trần Trần, anh không thể quấy nhiễu thể xác của cha đâu. Tôi đã đọ sức với giới xuyên, hắn giống không thể nào đánh chết sư phụ như vậy.
Tôi nghi ngờ sư phụ bị trúng độc mà chết. Vậy Nguyên Khôi, anh có nghi ngờ Quách Lão Tư bị trúng độc không? Lúc mà Quách Nguyên Giáp bị Giới Xuyên đánh hộc máu, mọi người đều thấy mà. Vậy thì phải rồi, bộ cậu tưởng chúng tôi đều đuôi hết hay sao hả? Chú Nồng, cho dù Trần Chân này bị ban tội bất kính bất hiếu với sư phụ, cũng vẫn phải điều tra ra chân tướng. Nếu như chú muốn cản cháu, hay là chém chết cháu đi. Ê, Quỳ, Đình Ân. Thiệt quá độc, tôi khẳng định ông chết vì trúng độc. Trúng độc hả? Lại hai độc đi. Vấn đề này giao lại cho ông. Nào, anh em qua đây, an táng sư phụ giùm tôi đã. Dạ. Dạ. Em đã nói rồi, sư phụ không thể nào bị bại với tên Nhật Bổn đó đâu. Lần này tốt rồi, khỏi bị cái đám Nhật Bổn làm phách nữa. Đúng rồi, cũng may ngủ sư huynh về tới, nếu không á, chúng ta không hay biết gì đó. Nghĩ hoài cũng không ra, tại sao sư phụ lại bị trúng độc? Hey, sư phụ ra ngoài xã giao mà, bị người ta hạ độc dễ dàng thôi. Mày quên rồi sao, trước khi sư phụ đấu với Giới Xuyên đã tịnh dưỡng một tháng, vốn không có ra ngoài xã giao. À đúng ha. Kẻ hạ độc nhất định là người ở trong tinh võ môn. Hả? Ê, Tiểu Huệ. Dạ. Miếng ăn miếng ở thường ngày của sư phụ có phải do chị phụ trách không? Dạ phải, có chuyện gì? Chú Nông. Chú không phải nghi ngờ Tiểu Huệ chứ? Không phải đâu. Ý của chú là ngoài Tiểu Huệ ra thì còn có ai chăm sóc lo ăn uống cho bà của cháu chứ? Là tôi nè. Tất cả những người trong tinh võ môn đều ăn đồ do tôi nấu mà. Ông nghi ngờ tôi đó. Thường, tới phòng của tôi có thuốc chuột hay là thuốc độc gì không hả? Mau lên đi. Chú cần là đừng làm rùm beng. Không mắc mớ tới con. Đi mau lên đi. Tới phòng của tôi coi có thuốc độc nào có thể thuốc chết người ta hay không. Đi đi, lại lên. Đi. Chú cần. Chú Căng à, chú đừng như vậy. Nếu mà không đi điều tra, tôi chết rồi cũng không được nhắm mắt à. Bình Nhân, có chuyện gì? Chú Nông đang điều tra, ai là ổng thủ giết chết cha. Chú Căng tưởng là mình nghi ngờ tới ổng. Quầy, chú đâu có nói là nghi ngờ tới ổng chứ. Vậy được rồi, từ nay đừng ăn đồ tôi nấu nữa nghe chưa. Tôi ở đây mấy nhiêu năm, Quách gia cũng là ăn cơm nước do tôi nấu thôi. Nông Kính Đồn, anh nói tôi hạ độc, nói tôi thuốc chết ổng ra. Tôi bỏ đi, ăn cơm đi nha. Trần Trần, đồ ăn có độc đó. Lâu nay sư phụ ăn cơm chung với anh em mà. Nhớ đồ ăn của chú thuốc chết sư phụ, thì anh em cũng bị chết hết rồi, có phải không? Thiệt là có đầu óc. Nông Tinh Thôn, nghe rõ chưa? Nghi ngờ tôi à. Chú Căng à, ăn cơm đi. Đúng rồi, đám Nhật Bổn nhất định trở lại chỉ mình trả thù. Anh em ăn cơm trước đi. Ăn cơm đi. Sư huynh à, lát hồi tôi muốn qua bác sĩ Smith. Ông nói là sẽ quá nghiệm từng tầng coi sư phụ bị trúng độc gì. Quá nghiệm? Phải, kiểm nghiệm hóa học. Rồi. Ây da, tập võ kỳ quá, nhảy dây à. Kỳ quá, qua học nghề đi. Wow, kỳ quá, bây giờ kỳ quá, lợi hại thiệt á. Wow, có một tay thôi đó. Wow, làm được không vậy? Không làm được đâu. Ai làm được? Không được. Tao làm được á. Hứa sư huynh, lúc xưa chơi hệ đánh tập kiểu này mà, không dạy đánh quyền nữa sao? Đánh chứ. Bây giờ nha, đi. Đi, 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 đi. Động tác quá kiểu cọ, chưa chắc hữu hiệu. Học võ không thể học chết như vậy. Đánh nhau chỉ có một mục đích thôi, là phải đánh gục đối phương. Chúng ta phải đòi hỏi phản ứng, tốc độ và sức mạnh. Thực ra công kích đơn giản nhất, trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất. À, nhưng mà trước khi muốn đánh người ta thì phải học chịu đòn trước. Đâu phải dạy ngủ sư huynh, chỉ cần đánh gục nó trước khi ra tay được rồi. Nếu như mà em không đủ sức, em đánh người ta 10 cú, đối phương không sao. Người ta đánh đạp 1 cú là em chống hết nổi, bị gục ngay. Sư tỷ, hai người này thấy học giỏi nè. À, xin lỗi, có phải Trần Chân sư phụ dạy giỏi hay không?
Phải, chúng tôi muốn theo Trần sư phụ học nghề. Quản chủ của Tinh Vũ Môn là Quách Đình Ân, không nhất định cho Trần Chân vậy đâu. Không thích thì về đi. Đây là mã bộ gì? Mã Tứ Bình. Mã Tứ Bình hả? Giống như là mã chết vậy. Đá thử coi. Đá kiểu này đã đủ sức chứ. Coi nè, trong võ thuật Nhật Bổn có một kiểu gọi là đá ngang, tuy đơn giản nhưng mà tốc độ nhanh lắm và quy lực cũng lớn. Đá cũng coi đi, đá cũng coi đi, cũng coi đi, đi cá tới, đi cá đi, cá tới nè, có con cá nè, con cá nè, đá đi nha, giữ nha, giữ chặt nha, giữ chặt nha, đá đi, đá đi, bên này đá đi, đá đi, đá đi. Ôi da, ôi da, lợi hại thiệt quá. Có sao vậy? Có sao hả? Hay quá, thấy chưa? Phải mừng sức của toàn thân, xong rồi ta đã đá ra. Dữ rồi. Chuyện gì? Đừng có đi nha. Khuya lắm rồi. Ở lại với em đi. Bây giờ anh là quán chủ, không thể gì được. Lúc xưa bà anh còn sống thì anh không có dám ngủ đêm bên ngoài thôi. Bây giờ là quán chủ rồi còn sợ cái gì nữa? Ở lại đây nếu bị người ta biết được, người ta sẽ không phục anh đó. Em không có tin đâu. Có ai mà dám không phục định đăng của em chứ. Ở lại đây với em đi nha. Trời sáng là anh phải đi. Tôi phải biết động hướng của đám người này. Tại sao phải theo dõi đám người Nhật Bổn này? Trên thế gian này thường có một đám khờ khạo không biết thời vụ. Xin lỗi, tôi đến trễ. Ông Dây Xuyệt, ông đã bị Trần Chân làm sợ rồi hả? Cả cửa cũng quên gõ à? Tôi muốn cho ông nghỉ ngơi, không chuẩn bị cho ông tham dự buổi họp này. Tôi chỉ muốn hỏi một việc này thôi. Trưởng tham mưu quân sự của chúng ta có nghe về cái vụ khám xét của Quách Nguyên Giáp hay không? Các người ra ngoài trước đi. Dạ. Dạ. Chuyện gì? Có chuyện gì không thể nói công khai hả? Hả? Cái việc hạ độc có phải ông cho người đi làm hay không? Hả? Đế quốc đại Nhật Bổn tới ngày hôm nay, cho dù là kinh tế, khoa kỹ, công nghiệp, thậm chí lực lượng quân sự cũng tội hơn Trung Quốc rất nhiều. Đáng lẽ mong là kẻ học giỏi như các người này có thể đánh phá thần thoại võ thuật của Trung Quốc. Nhưng đáng tiếc, các người không có nên thần, chúng tôi nhúng tay vào cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Bị rồi. Có câu là binh bất yếm trá. Câu này chỉ dùng cho quân nhân các người mà thôi, không thích hợp những người tập võ chúng tôi đâu. Cuộc đấu võ giữa tôi và Quách Nguyên Giáp đáng lẽ là đàng hoàng công chính, chỉ là bị cái đám tay sai các người khiến cho bị ổn như vậy thôi. Anh không xứng bằng cái tinh thần của võ sĩ đạo. Tôi cho anh biết tinh thần võ sĩ đạo là cái gì. Đó là phải quên đi đúng và sai, chỉ biết góp sức cho thiên hoàng, dù trở thành một tội nhân lịch sử cũng không đáng tiếc. Ê, làm vậy là sai rồi. Để tôi nè, coi nè. Báo cáo quá nghiệm của bác sĩ Smith, sư phụ đã bị một loại thuốc độc mạng tính làm hư đi công năng của phổi. Lúc ông đấu với Giới Xuyên vốn không chịu đựng nổi mấy cú nặng. Tinh võ môn của mình có phải có nội gian không? Trần Chân, thật ra cậu về đây làm gì? Chú Đông à, sao chú hỏi chán như vậy? Cậu trở về đây có 2 ngày thôi, thì cái đám sư huynh đệ của Tinh võ môn đã coi cậu là đối tượng họ sùng bái. Hay quá, hay quá. Nhưng mà cậu có nghĩ tới không? Đình Đăng thật là khó chịu lắm đó. Làm gì khó chứ? Từ ngày đầu tiên mà cậu về đây thì bất cứ điều gì cậu làm cũng không có hỏi qua Đình Ân, mà tự quyết định hết. Cậu coi nó là ai?
cậu tôi là giỏi. Nhưng mà cậu đừng có quên, Đình Năng mới là quán chủ duy nhất của Tinh Võ Môn. Trời đã tối rồi, tôi đi nha. Cậu hãy suy nghĩ đi. Ngũ sư huynh sáng sớm chạy bộ hả? Phải. Anh thiệt là xuyên nè. Ê, Trần sư phụ, Trần sư phụ, sáng sớm chạy bộ phải. Hả? À. Ê, ông coi kìa, cả đám anh em chạy theo ông đó. Hả? À, không muốn theo ông không nghề. Ê, Trần sư phụ, chạy họ đi. Ê, đừng chạy theo tôi mà, đừng có chạy theo tôi. Sư phụ, Trần sư phụ, Trần sư phụ. Hôm nay tụi mình về trễ rồi. Mở. Kẻ giết người, thiên lý bất dung, Trần Chân. Sư phụ chết rồi. Sư phụ, sư phụ. Đứng lại, không thể đi, không thể dùng bạo lực giải quyết. Trưởng quan, đi. Chào đại sư huynh. Tối qua đã đi đâu, cả đêm không về ngủ? Trần Chân đâu? Đã ra chạy bộ. Anh về tới thì báo với tôi. Tôi đi vô phòng. Không xong rồi, đám Nhật Bổn tới trả thù. Anh em mau ra đi. Đại sư huynh à, mau ra đi. Đại sư huynh, đám Nhật Bổn này. Bình tĩnh đi. Chắc có chuyện đi kiếp tật bộ. Chuyện gì? Trần Chân đang ở đâu? Trần Chân, tôi không biết. Có lẽ đi đánh người Nhật Bổn rồi. Nhưng mà cái thằng sư đệ này của tôi kỳ lạ lắm. Ngày nào không đánh mấy thằng Nhật Bổn thì không có được thoải mái đâu. Quan cả, người Trung Quốc thiệt bị ổi, ám sát giới truyền quán chủ của chúng tôi. Thiệt đúng là người Nhật Bổn mà, giỏi nhất là làm bay làm dữ. Miễn là hôm nay nếu như các người không giao ra Trần Chân thì chúng tôi sẽ không đi. Các người mang vũ khí vô đây, tôi cũng không cho các người đi ra đâu. Đóng cửa. Ai dám phá bàn thờ sư phụ tao? Đánh người như bóng kia. Để tụi mình tới khuyên can thôi.
thu kiếm lại. Các người hãy mau rời khỏi nơi đây. Cái gì? Như vậy là bỏ đi hả? Đôi bên đều có tổn thương, tôi bỏ đi nhà. Chúng tôi không đi đâu. Chúng tôi tới lấy Trần Trực. Bạn bổ huynh coi như nể mặt của tôi đi nhà. Anh không có tư cách này. Ngủ chú huynh, ngủ chú huynh. Đừng nè, đừng yên, 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 đừng yên. Gia Dịch, mày dám nổ súng bắn tao sao? Tôi không dám đâu, nhưng không biết cây súng có bị lạc đạn hay không. Hả? Ai hỏ hé thì bắn bỏ. Dẫn Trần Trân về. Dạ. Khoan nãy, tại sao phải bắt Trần Trân? Tối qua Nhớ Sương bị giết, tôi phải dẫn anh về điều tra. Dạ, tôi không giết người mà. Tôi không có. Dẫn anh về. Dạ, dạ. Có mà. Đi, không có. Đi, không có. Đi đâu? Đi đâu? Không có. Chạy ra đi, chạy ra. Đi. Chạy ra. Đi. Chạy ra. Đi. Chạy ra. Đi. 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 Dạ tao. Đi. Dạ tao mau. Chạy ra. Bây giờ vô đi, tới giờ rồi, tới giờ rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Được rồi, được rồi. Anh em đừng có lo, Giải Nguyên Khôi phụ trách gì việc này mà. Anh nói không sao đâu. Ủa, ui trời. Ui, sao lại ăn mặc như vậy? Xin lỗi nha, tôi cũng khó tự giữ mình rồi. Vụ án này không phải là tôi phụ trách. Ui, này này, vậy Trần Trần ra sao? Coi hên xui đi. Coi hên xui à, ui, ui. Mở tòa. Tuần bộ đầu, anh có bốn nhân chứng có phải không? Dạ phải. Tuần bộ chúng tôi có bốn nhân chứng, họ đều nói là nhìn thấy Trần Dân giết người. Uầy, tại sao khi không lại chạy ra bốn nhân chứng vậy hả? Tôi đích mắt nhìn thấy Trần Dân, cả đám chúng tôi đều gặp hắn mà. Tôi thấy hắn là chém người Nhật Bổn từng nhát đó. Chuyện là gì vậy? Anh khẳng định là hắn hả? Tôi thấy hắn dùng búa chém người Nhật Bổn đó. Tôi tuyệt đối nhận ra là hắn á. Xin hỏi ở đây có mấy ngón tay? Hai ngón. Không 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 không, bốn ngón. Hay là vậy, lại gần chút để coi coi. Không cần nữa. Chuyện gì đây, cái đám dân này kiếm từ đâu về vậy? Tôi không có làm. Lúc đó tôi ở Tinh Võ Môn, sư huynh đệ của tôi có thể làm chứng. Thưa quan tòa, tôi xin nói người của Tinh Võ Môn là đồng lõa của Trần Trân, cho nên không có tư cách làm nhân chứng. Mày nói gì vậy? Im lên, im lên, im lên. Nhân chứng của ông đã tới rồi. Thưa quan tòa, tôi có một nhân chứng quan trọng. Thưa quan tòa, tôi thấy khẩu cung của người Trung Quốc không đáng tin cậy. Nhân chứng của tôi là người Nhật Bản. Ok. Thưa cô, xin hỏi cô là ai? Tên của tôi là Sơn Điền Quang Tử, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sơn Điền Quang Nam là ba của tôi. Theo như lời của Trần Trân nói, anh suốt đêm ở Tinh Võ Môn. Xin hỏi cô Sơn Điền, cô có thể chứng minh điều này không? Trần Trân nói láo đó. Tối hôm đó, tôi với anh ở trong phòng của Lữ Quán, ở suốt một đêm. Suốt đêm hả? Phải. Nếu mà Trần Trân thừa lúc cô ngủ say lén đi ra ngoài, cô đâu có biết được chứ, có phải không hả? Nhưng mà anh vốn không có cơ hội ra ngoài. Tại vì tối hôm đó, hai người chúng tôi ở trên giường đã không hề ngủ mà. Nếu mà không ngủ, thì hai người làm cái gì? Chúng tôi trên giường không ngủ, như vậy anh nói có thể làm cái gì? Tường là cô nói gì vậy? Yên không biết, anh biết không? À, cô nói là cô đã ngủ với ngủ sư huynh đó. Có thiệt không vậy? Có người lộn hay không đây? Có người lộn vậy? Ôi, thì là xấu hổ quá. Thiệt tình à. Vụ án này thật hoang đường quá đi. Tôi còn phải đi đánh cầu nữa. Vụ án kết liễu. Ôi, thôi về, thôi về. Chúc mừng anh. Đi về đi, 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 đi. Mình về. Thôi về. Về đi, bỏ lên, đi về đi. Xong rồi. Kết liễu vụ án rồi.
Cái gì mà anh hùng dân tộc chỉ là những côn đồ háo sắc. Sao cô tới đây vậy? Em đã dứt bỏ hết tất cả. Anh phải nuôi em hết kiếp này đó. Ừ. Bắt tôi nấu cơm cho nó ăn hả? Đừng có hòng. Đi ăn củ cải đi. Trần Chân, sư phụ của cậu lúc sống được cậu qua Nhật Bản là muốn cậu học qua kỹ mới của Nhật Bản, tri mỹ tri kỹ để đối phó với người Nhật. Đừng có vì một người đàn bà Nhật Bản mà quên hết mọi việc đi chứ. Tin giỏ một của chúng ta không muốn người ta hiểu lầm có quan hệ với người Nhật Bản. Trần Chân, anh là người có tin giỏ một thì không nên ở chung với người đàn bà Nhật Bản này. Trần Chân, có phải anh tới chỗ này đã gây cho anh nhiều phiền phức hay không? Không phải đâu. Trần Chân, đại trưởng phu sợ gì không có vợ? Cứ lo việc tư tình nam nữ thì mất hết khí khái của anh hùng. Không lẽ chỉ vì một người đàn bà mà quỷ đi đời của mình sao? Thưa Đông à, quan tử bỏ hết tất cả tới đây để kiếm cháu. Huống chi hồi sáng cô nói như vậy trên tòa, cháu đâu thể không chăm sóc cho cô. Có lẽ là người đàn bà Nhật Bản nó bừa bãi như vậy mà. Tin giỏ môn của chúng ta quyết không thể để cho người Nhật Bản ở lại đây. Anh tự chọn lựa đi. Một là chia tay với người đàn bà Nhật Bản này, hai là anh rời khỏi tin giỏ môn. Đại sư huynh à, anh làm vậy là muốn đuổi cụ sư huynh đi thôi. Nói vậy luôn Tiến Thành, binh vực cho người Nhật hả? Vậy đừng đổ oan cho tôi nha. Cái gì hả? Anh càng lúc càng giống Nhật Bản đó. Anh nói nữa tôi đập anh đó. Gì vậy chứ? Muốn gì? Đánh đi. Chết nhà mình đi nữa. Trần Trần, nếu tiếp tục như vậy nữa thì tin giỏ môn sẽ bị tan rã. Tôi không muốn nhìn thấy tin giỏ môn có nội loạn. Chuyện đã đến nước này, cách giải quyết duy nhất là đấu một trận, coi ai mới là quán chủ của tin giỏ môn. Em không hề nghĩ tới làm quán chủ. Tôi bỏ mặc anh nghĩ sao? Trên sự thật, tin giỏ môn có nhiều người biết phục anh mà không phục tôi. Tôi phải đấu với anh một trận. Nếu mà tôi bị thua, anh sẽ là quán chủ của tin giỏ môn. Còn nếu anh thua, thì phải lập tức rời khỏi người đàn bà Nhật Bản này. Thank you.
Đại chú hả? Ta bị thua rồi. Bây giờ là quán chủ. Đại chú huynh, tôi không làm quán chủ. Tôi cũng không rời khỏi quan tử. Nếu anh bắt tôi chọn lừa, tôi chỉ đành rời khỏi Tinh Võ Môn. Tử, chờ anh chút nha. Ông chủ à, có phòng không? Có, xin mời theo tôi. Bên này nè. Có phòng nữa, đi. Hả? Người Nhật Bổn? Người Nhật Bổn thì không có phòng. Bà là vợ của tôi đó, thông cảm giùm nha. Ê, người đó trần chân đó bà. Giờ chưa có tin chữ phòng đó. Tên Hán Giang đó, chọn đi. Chọn đi. Chọn chết Hán Giang đi. Về đi. Về đi. Về đi. Về đi. Đi về đi. Để đi. Để làm ăn mà. Đi về đi. Để tôi làm ăn trai nổi à. Trần chân, chúng mình đi đi. Phải rồi đi. Phải rồi đi. Hán Giang đi. Đi đi. Kìa, có chuột trong đó kìa, chuột kìa. Có chuột hả? Chỗ nào vậy? Vừa rồi còn ở đây mà, thì là có chuột đó. Có lẽ chạy mất rồi. Mấy chỗ này nhất định là có chuột mà. Chuột là đáng ghét, tôi phá em hoài à. Chỗ này của họ trước đó. Mình tới đây quấy rầy họ đúng hơn. Em thấy anh nói không có sai. Anh thì có lỗi với em. Phải bắt em ở mấy chỗ như vậy. Em thấy chỗ này cũng khá lắm mà. Anh coi nè, phong cảnh cũng đẹp lắm chứ. Thiệt ra còn thoải mái hơn là ở lữ quán đó. Hay là như vậy nha, anh kiếm một nơi không ai quen biết mình. Anh thiệt phải bỏ Tinh Võ Môn hả? Là Tinh Võ Môn đã bỏ anh thôi. Đột nhiên anh mất đi cái bao phục, bây giờ thấy nhẹ nhàng nhiều hơn. Như là không giống anh đó. Em nói gì? Anh đang tự lừa dối anh thôi. Không có Tinh Võ Môn anh sẽ thấy buồn tẻ. Sao lại cảm thấy nhẹ nhàng chứ? Trần Trần nói láo. Hoàng tử đã biết được rồi. Em biết thiệt. Ừ. Năm đại thúc dùng trà. Cảm ơn. Sao gì không ăn cơm? Tôi thấy không ngon miệng. Quỳ, Đình Đăng vẫn chưa có gì hả? Cũng khó trách lắm. Đình Đăng từ nhỏ đã chưa có gặp chướng ngại, bây giờ dưới tay của Trần Chân, thiệt mà khó tiếp nhận. Đại sư huynh cứng đầu như vậy, chỉ là lãnh không chịu về làm chủ quán thôi. Nó không có làm quán chủ vậy, ai làm quán chủ? Quyền Mê Tông là nhờ họ Quách, hôm nay không có truyền ra ngoài. Nhưng nhìn nó không có làm quán chủ thì Quyền Mê Tông làm sao có thể truyền tiếp tục. Đúng rồi, mấy hôm nay ai dạy Quyền? Anh Từ Vinh Biêu. Nhưng nhìn trong mấy ngày này mà có người tới phá đám thì là không biết làm sao nữa. Má em với tôi tới cho em, nói là Tinh Võ Môn đã đụng chạm đến người Nhật Bổn, biểu em đừng có ở lại đây nữa. Rồi làm sao, cả em cũng đi hả? Em không biết phải làm sao. Đừng có sợ mà, dù sao trên này còn tôi với anh. Bộ tưởng đám Nhật Bổn nó dám đồng hành sao? Có phải không? Người Trung Quốc thiệt lãng phí. Một bàn người thôi, ăn đồ tới hai bàn.
Chuyện gì? Tôi muốn gặp người đại diện tên giống bọn các người. Quán chủ. Quán chủ đâu có gặp dễ dàng vậy? Có chuyện gì nói với tôi? Đệ nhất cao thủ của hội Hắc Long, ông Thuyền Diệt khiêu chiến với quán chủ của các người. Mình làm sao đây? Kiếm đại sư huynh về. Có gì chứ, đi kiếm ngủ sư huynh về, tôi biết anh ở đâu mà. Tên Hán Giang nó còn về đánh Nhật Bộ mấy sao? Anh đừng có nói ngủ sư huynh là Hán Giang. Không phải sao? Đủ rồi đừng có gây nữa. Chỉ còn mấy đứa thôi mà gây gỗ hoài. Cho người đi kiếm đại sư huynh về đi. Đi mau lên, đi đi. Chú Căng, chú Căng à. Chú Căng. Thường, qua đây. Tôi có đại sư huynh đi đâu chứ? Tôi không biết. Vô đi. Chuyện gì đây hả chú Căng? Mày đừng có giả đò nữa. Thằng con của tao ra sao? Ê, mình qua bên đây đi, lẹ lên. Có chuyện gì chờ tối rồi mới nói chứ. Mày nói tao bỏ thuốc độc là thả con tao ra mà. Chú Căng à, con của chú phạm tội giết người ở Sơn Đông đó. Bộ nói thả là thả sao? Chính mày đưa với tao đó. Tôi đâu có hứa với chú, bọn Nhật Bổng hứa thôi. Con dâu của tao nói, có người đồn á, con của tao trong tù đã bị người Nhật Bổng giết chết rồi. Tôi cho chú biết nha, chú đã lỡ làm rồi. Hơn nữa đâu phải là làm không. Chú đã nhận 1.000 bạc đó mà. Lúc thâu tiền sao không thấy chú mềm lòng chứ? Người Nhật Bổng đã hứa với chú thì con chú nhất định không sao đâu. Chú đừng có nói bừa bãi đó nha. Các người cũng nói thuốc đó không làm chết Quách Gia đó mà. Nếu biết như vậy à, tôi thà để thằng con của tôi chết còn hơn là Quách Gia chết à. Mau giúp ta đi, mau đi giúp ta đi, mau lên, mau đi, mau lên, mau. Thả chú Căng xuống mau đi. Ở bên cạnh xác của chú Căng, đứng được cái này. Là gì đây? Là do đình ăn người ta từ Nam Dương mua về, thịt cá sấu khô đó, thì bệnh suyễn mà. Ồ, vậy à? Đúng rồi, cả cái tên Võ Môn chỉ có Quách Lão Tứ làm cái thứ này thôi. Hả? Nói như vậy, hắn đã dùng thịt cá sấu khô để thuốc chết Quách Nguyên Giáp. Bây giờ sợ tội tự tử. Người đã chết rồi, thì đừng có đồn ra ngoài nữa. Nếu để người ta biết được tên Võ Môn có nội gian thì không hay đâu. Ê dạ, tên Võ Môn dù có nội gian hay không cũng bị tàn rã rồi. Trần Chân đã bỏ đi, Đình Nân lại không biết đi đâu. Tôi nghĩ là kiếm một quán chủ mới về cho hội quán đi. Tình Vợ Môn tới nông nỗi như vậy, tôi thì không biết làm sao mà ăn nói với Quách Lão Tứ ở đây. Ông Tổng à, bây giờ phải làm sao? Giờ anh là sếp mà đi hỏi tôi hả? Ông Tổng à, đừng có chơi tôi mà. Đem cả sáu về quán nghiệm đi. Dạ, đi, đi. Anh thử cho người đi kiếm Đình Đăng về cho tôi nha. Được rồi mà, yên trí đi. Cô nương, xin hỏi cô kiếm ai? Xin hỏi Nông Kính Tôn, Nông Đại Thúc có ở đây không? Nông Đại Thúc ở trong này, xin mời theo tôi. Nông Đại Thúc, có gì cô nương này kiếm chú? Xin hỏi cô là... Nông Đại Thúc, tình Nông bây giờ đang ở bên tôi đã khuyên ảnh rất nhiều, ảnh không có chịu về. Tôi nghĩ là chỉ có thuốc mới khuyên phục được ảnh thôi. Nó ở đâu vậy? Làm phiền cô dẫn tôi đi. Trí Tinh Lầu. Đồng Điếm à? Cô quen biết Đình Đăng bao lâu rồi? Được 2 năm.
Nên nhất định đã không bỏ ít tiền lên mình của cô. Ông đừng lo, tôi sẽ rời khỏi ảnh. Năm đầy thuốc, chú đừng có hiểu lầm. Đình Ân không có phải tệ như chú tưởng tượng đâu. Thật ra ảnh cứ mong là làm tốt lại trên võ môn. Ảnh nói với tôi là phải làm tốt hơn cha của ảnh. Là thiệt đó. Lần đầy thuốc và chú nhất định phải giúp ảnh. Đại sư huynh, sao mà buông ra luôn à? Đại sư huynh, đừng anh biết đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh hả? Đi chạy, đi chạy đi, chạy 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 đi. Đại sư huynh, tên Biêu đi về. Dạ. Các người tới đông như vậy, có phải tin võ môn sẽ ra chuyện gì không? Đạo trường Hùng Cẩu kêu chí với tin võ môn, muốn kiếm cậu về bàn thảo một chút. Trần Chân đâu? Biểu Trần Chân đi thì anh em không có phục đâu. Bây giờ cậu là quán chủ mà. Thôi bỏ đi, mình đi về, đi. Chờ một chút, tôi về với chú. Cậu có lòng tin thắng sao? Cho dù là bị thua, cũng không thể để cho tên võ môn bị người ta khi dễ. Ê, khoan đã. Vì cô nương này cậu tính sao đây? Không lẽ là cậu muốn giữ cô ta ở lại nơi này à? Như vậy làm sao ăn nói với người ta? Lần gọi tôi bà tới đây. Dạ. Cậu phải chuộc thân cho cổ. Hiểu Hồng à, có phải từ nay chị không ảo đẹp đó nữa hả? Thì được như là các chị thì là mừng lắm. Ê, áo của chị hình như hơi bó đó. Ngày mai tôi đổi áo khác cho chị. Tôi đã coi lại rồi, Thuyền Việt không những là để giúp cao thủ của Hội Hắc Long, còn là để giúp cao thủ của Nhật Bổn. Nhưng mà cậu đừng sợ, cậu cũng không phải là tệ đâu. Năm đại thúc, Năm đại thúc. Ê, như vậy có phải khá không? À, phải rồi. Từ nay dùng lại cái tên cũ là Tố Lan đi nha. Dạ. Nếu như ai cũng sự cởi mở như vậy với quan tử thì hay biết mấy. Chuyện đó thì khác chứ, quan tử là người Nhật mà. Tình ơn, còn 10 bữa nữa là đấu võ, còn phải chuẩn bị nha. Cảm ơn. Đi, ra đây. Được. Chị thật là tốt với Đình Ân quá. Tôi sẽ tốt với bất cứ ai. Đình Ân có phải là người giỏi giỏi nhất ở chương trình võ môn không? Phải. Vậy còn Trần Chân? Họ đều ăn suốt thôi, đều giỏi giỏi lắm. Đại sư huynh, xin lỗi nha. Sư huynh có sao không? Không có gì. Qua đây, đến tiếp đi. Ờ. Đại sư huynh có chuyện gì như là không có tập trung vậy ha? Thuyền Việt, tôi đã thế cho ông hạ chiến thư với tên võ môn rồi.
anh phải rõ ràng một việc. Thuyền diệt giang phu này đổ sức với ai, hay là làm một chuyện gì, cũng không cần bộ lục quân bận tâm tới. Tôi nhắc nhở ông, kinh phí của hội Hắc Long ở Trung Quốc đều là do bộ lục quân chi dụ. Không sao đâu, các người có thể là đình chỉ hợp tác với hội Hắc Long. Tôi nghĩ hội trưởng Đàn Sơn Mãn của các anh nhất định không đồng ý. Tôi nói cho anh biết, đừng lấy danh nghĩa của hội trưởng để đè tôi. Tôi chỉ là một giáo đồ, không phải là chính khách. Sao thức dậy sớm quá vậy? Chào em. Ông Thiên Diệt hả? Chú Thiên Diệt. Người quan tử, sao ở xa quá vậy? Biết vậy chú sẽ đi xe kéo tới đây. Ba cháu mời chú tới hả? Ba của cháu bận lắm, chú đã lâu không có gặp mặt ổng rồi. Như vậy chú tới làm gì? Thì là về ảnh thôi. Trần Chấn. Hai người đám cưới chưa? Dạ chưa. Không phải là sống chung với nhau sao? Tụi cháu muốn đám cưới, nhưng mà người Trung Hoa với người Nhật Bổn đều không có đồng ý. Cũng may là hai người chưa có đám cưới. Nếu mà hắn bị chết đi, cháu sẽ không có biến thành quá phụ. Chú nói cái gì? Lỡ như ông chết, tôi sẽ đem cho xuống của ông về Nhật Bổn. Anh bạn trẻ này thì là có lòng tin như vậy sao? Cái gì? Hai người phải đấu võ hả? Trần Chân không nói trước với em. Đàn ông có nhiều việc không muốn cho đàn bà biết đâu. Trần Chân, lại đây. Anh nói cho tôi biết, làm sao mới là một cú mạnh nhất? Dùng sức toàn thân, tập trung một điểm đánh ra là cú mạnh nhất. Ây da, thật là lợi hại quá ha. Nhưng mà tôi chưa có hề thấy cục đá biết đánh người đâu. Đối thủ của mình là những người biết cử động, làm sao mới có thể là một cú mạnh nhất? Lý này nói sao cũng được, hay là mình thử nha. Như vậy phòng thủ mạnh nhất là gì? Là tấn công. Thay vì phía đi sức mạnh phòng thủ, sẽ không tấn công toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, phải đánh một cú đúng này. Ồ, nói như vậy thì quyền quách gia cũng giống như là đường thủ, là loại quyền pháp chí cương. Chị nói ông làm sao mà hiểu chứ? Cương thiếu nhu thì là phí sức, nhu mà thiếu cương thì không thể nào tấn công, không thể thiếu một trong hai. Lão sư phụ, ông dạy đệ tử kiểu nào vậy? Sư phụ của anh có dạy anh hay không vậy? Đấu võ kỹ nhất là bực bội nóng nảy. Bạn trẻ này đã làm như vậy bị thiệt thòi lắm đó. Sư phụ của tôi không nói nhiều như ông. Ông có đánh hay không? Ê, khoan đã. Ấy chờ chút, cái thân già này phải diệt thân trước mới được. Thank you.
Đây là quyền gì đấy? Mặc kệ tôi, đánh hơn là quyền hay. Ồ. Không thành vấn đề đâu. Tôi không chiếm lời của ông đâu. Trần Trân, anh không sao chứ? Thanh niên mà có kỹ thuật cao như vậy thì là hiếm có đó. Người già mà còn hơi sức như vậy thì là khó lắm. Tôi có nghe người ta nói là người Trung Quốc có một câu quyền sợ thiếu tráng, là một chinh ngôn chí lý. Khoác áo lên đi, cảm lạnh. Cảm ơn. Nhưng lần này tôi đã thua. Tôi chỉ là dùng quyền pháp của anh vậy thôi. Võ công của người Trung Quốc lâu nay chú trọng về tu vi của con người, không chú trọng thực chiến. Anh đây quả thật đã khiến cho tôi được sáng mắt. Báo võ phải lấy, đánh gục đối phương là mục tiêu. Sai rồi người bạn trẻ à. Nếu như mà muốn để đánh gục một đối phương, điều tốt nhất là dùng súng. Mục tiêu của tập võ là phải đưa thể năng của con người tới mức tối cao cực hạn.
nếu như muốn đạt tới lĩnh vực này thì phải thấu hiểu về vũ trụ và chúng sanh. Thôi được, tôi đi nha. Chúng ta không phải quyết đấu sao? Quyết đấu chỉ là mấy con thú rừng phải làm thôi, mình coi như là đánh què đi. Nhưng mà tôi không có đại diện cho tất cả các người Nhật Bản. Người Nhật Bản giỏi hơn tôi thì là quá nhiều đi. Ông Thiền Diệt, ông không phải là đệ nhất cầu thủ Nhật Bản sao? Nói ông Thiền Diệt võ công cao nhất, ra là nói tu vi võ công của ông, chứ không phải nói kỹ thuật giết người của ông. Ông Quách Nguyên Giáp, có một người đệ tử tốt như vậy tôi thua cho ông. Nhưng bây giờ đệ nhất cao thủ của đạo trường Hùng Khẩu là Đằng Điền Cương, người ta kêu là máy móc giết người. Anh bạn trẻ hãy cẩn thận nha. Ừ. Cẩn thận đấy nha. Thì không ngờ kỳ nghệ của ông tiến bộ như vậy. À, chỉ tiếc là đời người lại không có được khống chế dễ dàng như một ván cờ thôi. Nhớ lại mấy năm trước, ông Tôn Nhật Tiên vẫn là một người bạn thân của Hội Hắc Long. Hội Hắc Long hôm nay đã đổi chất rồi, giống y như là quân đội. Họ muốn chiếm lãnh Trung Quốc. Muốn chiếm lãnh Trung Quốc hả? Cái đám ngốc của quân đội thiệt là ban ngày dệt mộng. Không phải là ban ngày dệt mộng đâu. Trước mắt Nhật Bản trú quân ở Trung Quốc thì đã hơn phân nửa quân lực của Nhật Bản rồi. Anh nói điều này tôi hiểu mà. Nhưng tình trạng Nhật Bản bây giờ thì như là một con kiến rất mạnh mà muốn đi ăn một con voi đang ngủ mê. Khi con voi nằm yên thì con kiến như là được lời một chút. Nhưng mà lỡ như con voi bị đau mà thức tỉnh thì cho dù con kiến mạnh cách mấy cũng không bao giờ thắng nổi đâu. Nhưng mà tôi thấy Trung Quốc, cái con voi này vẫn chưa có được tỉnh lại đâu. Mà con kiến muốn làm thịt nó không phải là một con. Rốt cuộc nó cũng tỉnh lại mà. Đúng vậy. Chỉ tiếc là đại đa số người Nhật Bản bây giờ đều không có tin anh đâu. Mấy mươi năm này, mỗi một lần Nhật Bản kết thúc chiến tranh đều lấy được rất nhiều lợi ích. Nhật Bản muốn trở thành một đế quốc lớn. Những người giống như là Đằng Điền ở Nhật Bản thì là quá nhiều đi. Nếu mà nói như vậy, cuộc chiến này thì khó mà lãnh nè. Anh về tới rồi hả? Chào anh. Trần Trần đâu? Anh vẫn chưa về. Mời anh ngồi. Mời dùng trà. Cảm ơn. Cô có học tiếng ta hả? Dạ chút đỉnh. Ừ. Cô nói giỏi lắm. Trần Trần về rồi hả? Quách tiên sinh tới kiếm anh. Điều này thế nào? Đang bằng việc gì? Tôi đã kiếm được việc làm ở cục điện tính. Anh đã bỏ tin giáo môn hả? Đâu có gì bỏ hay không.
không ở tên Võ Môn, nhưng công tác của tôi vẫn có thể có ý nghĩa mà. Hay là về tên Võ Môn đi. Tôi đã dẫn Tiểu Hồng về tên Võ Môn rồi. Thế cô ở thí tinh lầu đó hả? Anh chưa gặp cổ mà. Chúc mừng anh. Anh cũng có thể dẫn hoàng tử về tên Võ Môn gì. Họ có thể tiếp nhận Tiểu Hồng, nhưng mà không tiếp nhận hoàng tử đâu, vì cô là người Nhật Bổn. Quách Tử hy sinh vì anh, cô là một cô gái tốt. Nhưng mà không biết các người nghĩ sao, cô ở lại tinh Võ Môn nhất định ảnh hưởng tới danh dự của tinh Võ Môn. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Gần đây tôi học được một bộ quyền. Quyền gì? Tôi dạy cho anh. Ừ. Sao bộ quyền này giống quyền Quách gia vậy? Phải, là mê tông quyền của Quách gia. Nhưng sư phụ có nói quyền mê tông không tùy cho người ngoài họ. Quyền mê tông cũng chỉ là một bộ quyền thôi, chỉ khác là của cha tôi sáng lập. Trần Trần, hứa với tôi, ngày mai tôi đến đạo trường cùng cậu đi quyết đấu. Lỡ tôi bị bắt các gì, anh phải đem bộ quyền này truyền tiếp tục, càng nhiều người biết thì càng tốt. Đời người có nhiều chuyện quan trọng hơn tình yêu. Không có em ở bên cạnh anh, những chuyện anh có thể làm sẽ được nhiều hơn. Hãy giữ lời hứa của anh. Khi quân đội Nhật Bổn trở về Nhật Bổn, em sẽ chờ anh ở Đông Kinh. Thằng Luân đi được rồi. Định Ân, có lo là bị gì không? Hay là kiếm mấy người đi giúp anh nha? Sao lại bị gì? Nếu đi đông quá thì người Nhật Bổn tưởng mình sợ họ đó. Phải. Chờ anh về nha. Tiểu Huệ, làm phiền chị chăm sóc Tiểu Hồng nha. Ừ. Đi nha. Định Ân, tôi biết tiếng Nhật, tôi đền đi. Ừ. Đi. Coi kìa, hai người họ đi chung nhất định không có gì đâu. Chữ Hoàng Thuyền Diện Văn Phù sáng nay đã rời khỏi Thường Hải. Cái thằng già dịch hổ lậu ngoan cố này không có chịu hợp tác với hoàng quân, là kẻ địch của hoàng quân. Gửi tin gì cho Đông Kinh đi. Dạ. Trưởng quan, còn chuyện đấu võ với tinh Võ Môn có phải bãi bỏ hay không? Không cần. Không phải việc gì cũng phải nhờ hội Hắc Long. Lần này do một mình tôi tự giải quyết. Dạ.
người tới một lượt. Thiệt là hay lắm. Quách tiên sinh, tôi có một tin mừng này phải báo danh. Tôi được kiếm được hung thủ giết cha của anh. Ra đi. Người này đã bị mua chuộc. Bỏ thuốc độc trong thịt cá sấu mà Quách tiên sinh đã mua về. Hắn nghịch lại sư môn. Đừng không tuyệt. Lôi ra ngoài. Dạ. Không có mệnh lệnh của tôi, không được chơi. Dạ. Tất cả ra ngoài. Nếu anh bị thua, tôi sẽ tặng cái bản này cho anh. Là do tôi đứng tay giết. Yeah!
Oh!
Đứng lại. Phá lên. Lãnh sự, trưởng quan đàn niên đã bị chết. Đứng về nhà, đứa nào cùng cửa bắn bỏ đứa đó. Đứng về nhà, đừng có làm mẫu. Có sao không vậy? Không sao. Giải nguyên rồi, các người chỉ là tuần bộ mà thôi. Không có quyền chấp pháp ở đây đâu. Tôi không phải là tuần bộ gì đâu. Tôi là người Trung Quốc, có biết hay không? Miễn là tôi nhất định phải giữ đi Trần Trần với lại Quách Đình Trần. Cái gì? Các người tưởng có thể bình an ra khỏi chỗ này hay sao? Như vậy thì coi bao nhiêu người Nhật Bản bị ôm nhau mà chết như này. Dừng tay. Ê, đôi bên không được nổ súng. Tôi thấy là chuyện này nhất định phải giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Đằng Điền đã chết rồi, không đáng gì người này mà hy sinh thêm nhiều tánh mạng khác. Trung quý. Dạ. Dẫn lính của anh lập tức rời khỏi nơi này. Lãnh sự. Trung quý, bây giờ tôi là sĩ quan tối cao ở nơi này. Không lẽ các người dám cán lệnh hay sao? Dạ. Trung quý, rút ra ngoài. Giải tiên sinh, ở đây bị chết đi một người Nhật Bản, tôi nhất định phải kiếm ra hung thủ. Nếu không thì khó ăn nói với chính phủ của chúng tôi. Quân đội nhất định không chịu thôi đâu. Ý ông là nếu như tôi không chết thì quân bộ sẽ lợi dụng cơ hội này để mà khai chiến hả? Ừ. Được, vậy hy sinh một mình tôi. Có chi kỹ, quả nhiên là một đấng hảo hán.